các nhìn nhé. Đây là bộ quốc dân cứ cắt đấy. Đây, các bác nghe là hơi là sẹt thì nhé, đang cắt mấy cái này. Đây các bác nhìn này, đây, quốc dân là cái dạng âm ly mà anh em nào cũng biết. Đấy, hôm là như vậy. Đây là em đỡ lông 880D. Đấy, và càng gần trở lại đây thì em này nó càng gọi là được ưa chuộng. Đấy, tiếng nó rất là lực, công suất khoảng 216W, có giải mã, đấy, hàng Nhật xịn, điện 100. Hôm nay thì em âm ly quốc dân này đang lên sóng cho bác với cấu hình PNR S922 này. Đây, cấu hình S922 này. Đó. S922 là một cặp loa có cái thể tích thùng nó rất là lớn nhé các bác nhé. Khi mà thể tích thùng lớn này đồng nghĩa với việc là bát đường kính to này, và sẽ dùng cho những cái không gian nó rộng. Thứ nhất là mình kê, thứ hai là âm thanh nó rất là đầy. Đấy. Các em có thể thấy cặp loa 922 rất là đẹp. S922 này thì cái mặt trước anh em nhìn nó sẽ là màu đen, nhưng mà cái bao này nó sẽ là màu vân gỗ và sẽ tùy cặp các cái màu vân nó sẽ khác nhau. Còn màu vân rất là đẹp, các bác nào mà kiểu dạng dùng đồ gỗ hương đấy, thì bày vào nó rất là tương xứng. Đây, ví dụ như cái kệ này của em là gỗ hương này, đấy, kệ audio này của em là gỗ hương này, đấy, bày vào rất là đẹp, nhìn nó rất là tông xuyên tông nhá. Bộ này thì anh em mình chơi những không gian khoảng tầm độ 20-30 mét thoải mái. Đấy. Và đôi khi anh em hoàn toàn có thể kết hợp vang hát amateur. Cặp loa này bản thân chính của nó thì nó là dòng loa nghe nhạc. Nhưng nếu các anh em mà gọi là tận dụng thi thoảng hát thì em đánh giá là cặp loa này hát thỉnh thoảng cũng rất là hay. Và quan trọng là về chỉnh. Loa hát và loa nghe nhạc thì một cái gọi là yếu tố quan trọng nhất đấy là cái gọi là khả năng chịu đòn. Đấy, những cái dòng loa nghe nhạc này anh em mà hát không biết chỉnh mà rú rít thì nó rất dễ bị đi ra. Còn loa hát karaoke thì nó sẽ khác. Còn đương nhiên với những cái cặp loa này thì ba dài nó cũng rất là đỉnh nhé. Cho nên anh em mình hát thì cũng không cần bổ trợ gì luôn. Không cần bổ trợ loa gì luôn. Đây anh em nhìn này. Gần vải zin nhé. Đây là gần dưới thì gần mút thì là thay. Còn gần vải là zin. Siêu tép. Đấy, bên này cũng vậy nhé. Gần vải lụa là zin. Rất đẹp. Loa cực kỳ đẹp luôn. Đều sản xuất tại Nhật hết. Với cặp này thì anh em ghép 880D là rất đủ lực nhé. Là một cái combo mà phải nói là rất là hay. Hình tiếng nó đều rất là khớp. Đặc biệt là phát huy cái giải bát của em này. Bát dưới nó là bát 36. Bát cộng hưởng 36. Trên là bát 26. À. Trên này mặt này màu đen. Còn đây căng đậy nữa các bác nhé. Còn đây căng đậy đầy đủ. Đó. Với 880D này anh em chơi như này cũng được. Ngoài ra thì các bác có thể bố trí thêm một chiếc equalizer này. Đấy. Chiếc equalizer cho vào. Đấy, mình tăng cái độ âm sắc, nghe nhạc vàng, bolero nó sẽ hay hơn. Còn để direct như này cũng đã đủ hay rồi. Nhưng mà trường hợp có điều kiện anh em cho thêm cái quang này. Đấy, những cái dòng nhạc này rất là hay nhé. Anh em quan tâm liên hệ shop. Cảm ơn các bác.